Shop nhao.vn Clickbank giá rẻ, chất lượng uy tín tự động, đền bù 100% đối với tài khoản sai hoặc lỗi, uy tín chất lượng giao dịch hoàn toàn tự động, chỉ có tại shopbanhao.vn. shopbanhao.vn. Ok, xin lỗi cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ làm clip này về vị tướng Violet. Mình đang có ý định đi rừng đây, nhưng mà bạn kia bạn ấy bạn S1 bạn ấy muốn đi rừng thì ui giời ơi. Thích là mình nhích mà khoái là mình nhường liền. Có cái gì đâu mà phải căng. Mình bét Violet mà các bạn, đi đâu cũng được, dương cũng được, mà đê cũng ok. Sợ ơi, nhường nhau đi, nhường nhau đi, nhường nhau đi. Hôm nay mình sẽ chơi cái trang phục mặc định cho nó máu nha. Tại vì cái nick này của mình ấy là cái nick mà mình hay sử dụng để live stream ấy các bạn. Để anh Hảo lo đi nhá. Ôi dồi, cái gì vậy? Top đâu? Malok support rồi. Gindu đi đường giữa rồi. Còn Mal... là còn rừng thì có Q-Cross, mình thì có Violet, Bad Violet các bạn ạ. Để anh Hảo gánh tem hả? Bad Violet Việt Nam. Úi giời ơi, dân trời đây. Ghê nhé, nhưng bạn kia bạn phát hiện ra mình à? Cái nick này của mình á, mình không có làm clip bao giờ các bạn ạ. Tại vì mình chỉ lấy cái nick này để livestream thôi. Vậy mà bạn S3 các bạn ấy biết mình luôn hả? Kinh thế nhờ. Úi giời ơi. Nếu mà bạn phát hiện ra mình chắc là phải fan cứng lắm đấy. Tại vì với những cái bạn mà fan cứng thì mấy bạn có thể coi livestream ở trên kênh YouTube của mình, ở trên cái Anh Hảo TV ấy các bạn. Chứ còn cái nick này của mình không có làm clip, mình chỉ livestream thôi. Đó, chắc chắn là bạn ấy phải là fan thì rất là cứng luôn ấy các bạn. Cứng như quả trứng ấy. Tí vào sờ quay quả trứng có cứng không? Hay là mềm chiêu nhỉ? Hợp lý. Hôm nay mình sẽ chơi Violet đi AD nha các bạn. Đối đầu với cả Theonat và Alice. Trời ơi. Tem bạn gặp mình là chết chắc rồi. Mình có nghe phong phanh á, đó chính là cái meta đợt sau Violet sẽ bị giảm sức mạnh các bạn ạ. Theo như mình thấy thì thời điểm hiện tại bây giờ Violet rất là bá đạo luôn. Bạn nào mà có gọi là tướng Violet thì có thể vác vị tướng này vào leo rank cũng rất là nhanh. Mình nghĩ rằng như vậy. Còn tùy theo ở trận đấu cũng như là cái đồng đội của các bạn sẽ như thế nào thôi. Mà lúc nó nhảy múa lắc mông lắc đít kìa, kinh quá. Cuối cùng cũng gặp anh Hảo. Ê, mừng ha. Trời ơi, sao. Bạn cho mình gọi là phỏng vấn xíu. Lớp gym chỉnh chỉnh. Ôi kinh thế. Bảo kê. Cho mình phỏng vấn xíu ai nào. Là đầu tiên mà gọi là gặp mình thì bạn ấy có cảm xúc như thế nào? Hứ. Bảo kê support bảo kê bạn đi. Trời ơi, gặp được fan cứng bảo kê thế này thì tem bạn ở đây chết chắc rồi. Được fan cứng bảo kê thế này tem bạn ở đây chết chắc rồi các bạn ơi. Các bạn gì đâu ơi. Đau. Đau quá rồi. Cái nick này đáng nghĩa là ngày hôm qua mình gọi là livestream lên cao thủ rồi này các bạn. Nhưng mà mình quyết định không livestream lên cao thủ để mình làm clip trận cuối lên cao thủ cho các bạn xem. Tại vì nó chỉ còn có hai sao nữa là có thể lên được cao thủ rồi. Mình để dành đấy các bạn. Mình phải để dành đấy, không phải rằng bừa đâu. Wow. Vào đây mà kiếm chuối nào, vô đây mà kiếm ăn này. Các bạn vô đây. Chơi luôn Malok. Vâng em ngu. Ôi giời ơi em ngu. Ôi giời ơi. Chơi luôn. Dừng theo nó chưa tới đâu. Mình nhìn là mình biết được phong cách đi rừng của các bạn. Nó sẽ ăn là con đường bùa đỏ chứ bùa xanh trước. Sao cứ kiểu ho ấy nhỉ? Có chịu thế em biết được chứ. Đi bệnh. Cái kiểu ho nó cứ kiểu kéo dài ấy các bạn. Nó không có khỏi ngay, giống như là bị cái này. Nó bực mình thật từ mấy ngày nay rồi. Mà mình không làm clip thì không được. Mà làm clip thì cứ phải nói hoài thì nó sẽ rất là lâu khỏi luôn. Dừng nó. Ức chế vãi các bạn ạ. Bạn nào đang xem clip của mình, ấn đăng ký kênh và ấn like ủng hộ giúp mình với nha. Mình đang sử dụng cái phù hiệu chuyển sinh nha các bạn. Đối với mình thì cái chuyển sinh nó xài theo phong trào thôi các bạn. Chứ thật sự ra mà nói thì mình chơi gọi là khả năng gọi là sử dụng chuyển sinh nó hiếm lắm. Nhiều trận mình bất tử luôn. Cái phù hiệu nó giống như là vô tác dụng đối với mình ấy các bạn. Vô tác dụng luôn nè. Quăng cho ai? Bắn vô cuối nè. Ghê chưa? Bắn vào mông nè. Hư quá. Ôi giời. Ảnh. Chết nè. Wow. Ghê nhờ. Tèo tèo. Chơi nó đi bạn ơi. Cố gắng lên các bạn ơi.
Các bạn nào đang xem clip của mình thì đăng ký kênh và like ủng hộ giúp mình với nhá. Mình chúc cho tất cả các bạn xem clip của mình vui vẻ. Nhớ đừng có quên cho mình một lượt comment nữa. Kiểu như các bạn có thể comment gì đó vui vẻ chơi. Chơi luôn, bắn luôn, bắn luôn, bắn luôn. Em xin một kill. Ồ, nhảy được à? Kinh thế à? Bạn ấy nhảy được cái đấy. Ôi, cái gì? Bạn muốn làm gì tôi? Hả? Bạn muốn làm gì tôi? Bạn muốn làm gì tôi? Hả? Không có mana các bạn ơi. Không có mana nhưng mà vẫn bắn. Ồ, được một kill. Mẹ nó, tức tiêu mới được chứ. Cày thật đấy, bảo kê xuống bot đây. Bảo kê tớ bảo ơi, bớt tớ bạn ơi. Bạn gì support bảo kê tớ với bạn ơi. Bạn gì đó ơi. Phan cứng ấy các bạn. Cứng như quả trứng luôn. Có cái tên của Slim cho bạn kìa. Úi giời ơi. Nó lại cứ gói tánh tem lòi mồm các bạn ạ. Ói rồi ơi. Ói rồi, trang bị của mình thì đang lên cho vị tướng Violet chính là cái thanh kiếm trước nha các bạn. Thanh kiếm, xong rồi mình sẽ lên cho nó cây thương xuyên phá, phúc hợp kiếm, nanh Fenrir. Và cuối cùng sẽ là giáp bộ mạnh, bùm chiêu. Chơi không? Chiêu bùm chiêu. Bùm chiêu. Quá trời bùm chiêu, chiêu bùm quá trời luôn. Bùm chiêu bùm quá trời luôn quá. Từ từ. Hạn chế nói các bạn. Mình phải hạn chế nói thôi, tập trung vào chuyên môn đi ha. Tập trung bắn đi ha. Best Violet mà. Mình nói Best Violet chỉ yếu là chơi đồng đội mình thôi. Chứ thật sự ra mà nói thì mình chơi Violet hay lắm nhá. Chứ không phải đùa đâu, mấy bạn đừng coi thường mình. Mình chơi Violet hơn bán đạo luôn á. Nha. Mình chăn Best Violet chỉ để gọi là chơi đồng đội mình thôi. Chứ sự thực ra mà nói thì mình chơi Violet hay vãi cả lúa luôn đấy. Ăn chấu lưng đó, ok có chấu lưng rồi. Alice với cả AD tem bạn về pha đấy sai quá. Anh em phải có một người ở lại cản đường trụ này kia chứ đúng không? Mẹ long nhong về cả hai cuối cùng. Chơi luôn có bùa đỏ ra này kìa. Wow, nó bắn kìa. Bùm chiêu. Hư nè, Alice hư nè. Cho mình xin con bùa đỏ chơi coi. Rồi bảo tem bạn đó hết rồi, ra đây nào. Trận này thắng ngon lành cành đào rồi các bạn. Dễ rồi. Quá thơm mà thơm lưng như củ gừng rồi các bạn ơi. Nói chung là mình đi AD có rất là chắc tay các bạn ạ. Chỉ cần một người support với cả một người đi rừng hay, nói chung là mình sẽ gánh tem rất là tốt luôn. Ô, lại còn lì à, cho bạn chết nè. Hết máu mà cứ lì vậy. Cứ lì là cho ăn của mình luôn. Không cần phải nói nhiều. Ăn chấu trước. Ăn chấu rồi ok, ăn được chấu rồi. Rồi đi về đi các bạn ơi. Về đi, rồi xong kêu cross húng chó quá. Bạn ấy băng chủ, bạn ấy làm láng luôn. Cuối cùng chiếc vé không cưa luôn. Nhìn map cái đi hả? What the hell? Map gì ba? Nhìn gì? Ủa bạn kêu cross, bạn ấy húng quá. Bạn băng chủ, bạn giết xong rồi bạn chết. Bạn kêu nhìn map. What the hell? Nhìn map cái gì? Đã ping Slim ra không ai nhìn. Ủa? Mình có nhìn mà. Nhìn mà. Biết Slim nó ra mà. Sao lại không ai nhìn? Đâu xanh bạn kêu cà rốt, các bạn thấy không, nó băng trụ nó húng quá. Thế là bị tem bạn đánh chết cuối cùng. Đâu xanh bây giờ nó đổi thừa, đồng đội mình không nhìn map kìa, vô lý. Bạn ơi, có cái lý do nào khiến cho bạn chat được câu đó không? Đâu xanh bạn chết, các bạn nói đồng đội là sao nhở? Vô lý quá. Mình thấy quá là vô lý pha đầy luôn. Kêu cà rốt mình thấy nó băng trụ luôn, nó chém người luôn á. Mình lo mình ăn cái trụ trước để cho nó đỡ bị sát thương. Mà cuối cùng lại bảo không nhìn. Có xử lý tem bạn ra mình thấy chưa? Kệ nó thôi, sao làm sao. Bắn nó luôn ý, ý kiến như cò giờ làm sao được đúng không các bạn? Mình mà vẫn còn cái chuyển sinh này các bạn, chưa được xài luôn. 30 và 30 ạ. Oh, hello baby. Mình biết là con bùa đỏ đang bị ăn ấy mà mình không biết nó ở đâu, không biết là trong bụi nào. Thì ra là con teo nát nó ăn, không phải Slim teo mà ăn à. Ôi giời ơi. Cho Amaloxi một mạng đi. Wow. Ôi bạn ơi, bình tĩnh bạn ơi. Chơi bạn luôn nè. Oh my god. Kêu. Em ơi, support kêu mình ơi. Wow, lúc từ rất đáng sợ lên từ vị tướng Violet. Trời ơi, hay quá nào ơi. Cho một cái pha xử lý thần xuất sắc luôn các bạn. Trời ơi, lướt qua được bức tường quá hay luôn. Mọi người xem mình dồn combo cái vị tướng theo nát theo bạn nè. Đừng có sợ. Bùm chiêu. Ôi dồn combo quá đẹp các bạn ạ. Một cái pha dồn combo tính đam xuất thần xuất sắc cũng như là tuyệt vời ông mặt trời. Số bắt đầu bảo kê.
Các bạn thấy pha đấy mình xử lý hay không? Đầu tiên là mình hạ gục được vị tướng đầu tiên là mình né thoát chết được vị tướng A Thu là một kỳ tích rồi này. Cái thứ hai là mình quay lại dồn sát thương vào vị tướng tem bạn, đúng một combo teo nát chết, quá chuẩn, quá đẹp. Trời ơi, mình đã trả thù cho bạn thì thầy hết máu rồi sao mà quay lại được, đúng không các bạn? Trả thù thôi thầy, trả thù mà. Bạn đấy hết máu rồi còn máu đâu nữa mà quay lại, chả bỏ à, đứng lại nó đánh cho chết đi gì chứ chả bỏ à, vãi bỏ đúng không các bạn? Ăn dòng luôn, ăn dòng luôn, Slim theo bạn kìa, Slim theo bạn kìa. Mèo thì được từ nãy giờ không sao, giờ từ nãy giờ ngồi chơi thì không sao đâu, định mạnh vào làm clip cái ho hắt xì các thứ kiểu điểu đậu xanh tức thế. Mình ho với hắt xì nó sẽ khiến cho gọi là các bạn cảm thấy khó chịu đúng không? Nhưng mà cuộc sống mà các bạn, đâu ai biết trước được điều gì. Hay là bỏ clip này đi làm clip khác. Trời ơi, trời ơi, nã vào mặt nè, nã vào mặt nè. Nếu mà bỏ clip này thôi chắc không làm nữa đâu, tối làm luôn. Cho các bạn biết sao, đang mệt mà cứ làm lên làm xuống làm lại làm đi hoài. Trời ơi, đã không muốn nói rồi mà còn cứ phải làm đi làm lại, rất là khó chịu luôn. Ok, úp đại lên đi ha. Các bạn xem clip thông cảm giúp mình với nha. Bệnh tật thì đâu ai muốn đâu các bạn. Thế các bạn phải cố gắng giữ sức khỏe vào nha. Đi ra đường nhớ đeo khẩu trang vào đấy. Các bạn có thể gọi là giữ sức khỏe cho mình thì cũng giống như là người ta gọi là làm gì thì làm, phải có sức khỏe thì mình làm gì cũng thành công đó các bạn. Vì thế nên là làm sao cứ giữ sức khỏe cho mình tốt là ok. Tiền bạc sau này thì có gì dài không có ở tôi, nhưng mà có sức khỏe thì mình sẽ cố gắng làm có tiền. Đó, không có sức khỏe là quế không cô ngay. Đây em chủ vào luôn này các bạn. Xong lên luôn này, sơ lên luôn này. Vô đây, sleep. Ôi, trời, cái này mạnh quá. Ôi, trời ơi, đầu xanh không làm được cái gì luôn các bạn ạ. Mẹ, sao pha đấy mình lỗi thế nhỉ? Đi bị nó đen thế, không biết đấy chính ngay cái tráng của con sleep. Rồi xong, thắng luôn rồi còn đâu. Đầu xanh cái chuyển sinh của mình bây giờ xài nó cũng chả có tác dụng nữa rồi. Cái tem bạn nó ngáo thật thì nó dồn hết vào mình luôn. Cái đỉnh mạnh cuối cùng tem nó chết sạch. Một đổi bốn đấy các bạn, mà một đổi cái nguyên cái nhà luôn ý. Nó có bao nhiêu với mẹ Alice, bao nhiêu chiêu thức là các thứ kiểu nó dồn vào người mình. Chiêu cuối của con Alice này, chiêu cu một của con Alice này, chiêu một của con Slim này, chiêu cuối của con A Thu nó bổ bu 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 à, dính choáng còn kia Slim cái này mình chết luôn. Tức quá các bạn ạ. Rồi mất vào VP luôn rồi đúng không, biết ngay mà. Và đấy mà mình còn sống là màu VP chắc ai mà lấy được. Bad Violet mà. Thì kệ không sao. À, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi clip của mình. Nhớ like, nào, đăng ký kênh và comment để ủng hộ mình với nhá. Bạn nào rảnh rảnh có thể comment chúc một câu gì đó cho mình mau khỏi bệnh cũng được. Đấy là một cái điều mà mình cảm ơn các bạn nhiều.